Ok, vậy rõ rồi rồi. Chào chào dân ba tư. Nó cắt cái bao mà cái chỗ mà cái đoạn chính giữa để mà nó lọc khí á, nó cắt mẹ một khúc luôn. Nó cắt lấy cái nó lấy cái đó để tức như là cái đó mà hiện giờ nó phong trào ở Mỹ và nó không ăn cắp xe nữa, bởi vì lỗi thời rồi, cắt cái đó gọn nhẹ và bán có tiền. Cái đó mua khoảng gần 3.000 đô thì nó cắt nó bán được 500 mà, nhưng mà xe anh mới vừa bị nó, tao tưởng nó ghê gớm lắm, nó coi tao không ra gì hết trơn rồi. Kỳ cục. Thì tao là một nạn nhân mới đây, mới tức thì đây, thì đã gọi police và xin cái report với lại cái để báo cáo cho bảo hiểm để mà nó lên. Nhưng mà mày phải hiểu rằng ở đây là tụi bảo hiểm nó không bao giờ thua mình cái gì cả. Không thua mình cái gì cả, có nghĩa là khi nó lên cho mình rồi thì một vài tháng sau bắt đầu nó sẽ lên tiền bảo hiểm, mặc dù cái lỗi đó không phải do mình. Nó không thua mà nó dứt quyết nó lấy lại cái tiền để mà nó đền cho mình đó. Nó một cách khác như vậy. Cách đây một hai nữa thì tao cũng đã bớt lên cái trang của tao qua. Thì từ xưa tới bây giờ thì tất cả mọi người ở Việt Nam thường thường thì nói ở nước Mỹ là một cái gì đó mà ghê gớm, thiên đường, có nghĩa là ăn chơi sung sướng, tức là ra ngoài đường là thấy lá cây hái làm tiền rồi để mà xài thôi. Nhưng mà nó không ai có 29 loại thuế đánh trên người dân nước Mỹ, và người dân nước Mỹ hầu như có người biết có người không. Thì ta cũng đã bạch hóa rồi, ta cũng đã đưa ra hết những cái thôi loại thuế gì thuế gì thuế gì, có những cái loại thuế vô lý mà mình cũng phải người dân phải chịu thôi, đủ thứ loại thuế. Nghĩ nhưng ai chung là cái gì đúng một tuyệt vời. Nhưng mà mình đây, ta là một người nạn nhân đây, có nghĩa là ở đây cái tình trạng trộm cắp và nó xảy ra ở nước Mỹ thì hầu như là hàng ngày, và không nơi này thì cũng nơi khác, và có thể là mất mạng đi chơi, là bởi vì cái sự cướp giật ở bên Việt Nam mình nó đơn giản là ở chỗ họ không có vũ khí, họ có thể là giật họ chạy thôi, nhưng mà ở bên Mỹ này là họ có vũ khí. Cho nên vì đó khi nó gặp nó trấn lột và nó đưa súng vào mặt mình, hoặc là nó lấy thì thấy nó lấy rõ ràng, hoặc là mình đứng trước mặt ra mình cũng phải tự nguyện cho nó lấy thôi, bởi vì không cho nó lấy nó sẽ nổ súng thì mình sẽ thiệt thân đó, nó như vậy. Thì ở đâu nó cũng có tệ nạn, nhưng mà mình thấy bây giờ ở Mỹ này mình thấy nó khủng khiếp và chẳng có nơi nào an toàn cả. Nói như vậy thì để cho hiểu cho nó sáng tỏ cái vấn đề chút xíu. Thì anh là một người nạn nhân đó, anh mới đây thôi, thì cái xe của anh, cái xe Lexus đó, Lexus đó thì mà nó khôn lắm nha, có nghĩa là nó có những cái loại cắt cái đó, nó tùy theo cái giá trị của cái xe loại đó, cái bô nó loại đó thì cái giá trị nó cao, cho nên nó cắt, nó kiếm mấy cái xe mà có giá trị nó cắt nó vậy. Và nó thao tác rất là lẹ, chưa đầy 5 phút mà nó cắt liền đó, chỉ đợi đợi nửa khuya, đợi đêm tối xong rồi cái bằng áo thường thường cái người tụi Mỹ thì nó đi nó cần cái máy máy cưa mini chút xíu vậy thôi, nó chung xuống sàn xe làm rẹt rẹt rồi chưa đầy 2 phút là đi là xong rồi. Thì cái điều đó thì mình phải chịu thôi, cũng không phải là cái gì. Cái nữa tao không biết làm sao. Bây giờ thì nước Mỹ sản sinh ra những sự tệ nạn khủng khiếp là chưa hoàn cơ chế gì. Nói về cái mặt an ninh đó, của xã hội thì mình thấy ở Việt Nam mình không đến nỗi tệ hại như vậy đâu. Ở đây nó có những ở đây thì ít, nhưng mà ở bên California và những tiểu bang khác như Tennessee hoặc là những cái vùng mà ở đây thứ nhất là kinh tế là lạm phát nó đau quá, cho nên không có việc làm, nó sa thải nhân viên rồi đóng cửa cửa hàng, thành ra cái tình trạng thất nghiệp nó xảy ra ở nước Mỹ là khủng khiếp, và nó lạm phát một cách quá chừng, cho nên vì đó đa số những người ta bị quản lý, và những cái thằng mà những cái người mà gọi như là dân đen thì nó xuống vô trong những cái cửa hàng nó cướp bóc. Còn những cái người mà có chức cao cao hơn, chức vụ cao hơn, thì mới đây nó xảy ra cái chuyện là một ông giảng viên đại học là thứ dữ rồi nha, mày không có nói là cái chuyện là coi như vừa trí thức vừa danh vọng rồi đây không sao, ông cũng bị lay off rồi, ông bị nghỉ việc, cho nên về ông quản trị, ông vào quất hết mấy ngàn mấy mấy người 4-5 người đó ở trong trường đại học đó. Thì
mình nói về mặt bằng chung thì nước Mỹ hiện tại là nó thuộc về cái dạng coi như là hết thuốc chữa. Xã hội bây giờ Việt Nam, bây giờ xã hội của Mỹ bây giờ nó hỗn loạn và thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, nó hẳn như vậy. Khi ra đường thì có một tình trạng coi như là bất an, những chỗ đông người không muốn tới hoặc là không dám tới, đi sắm đồ đạc bắt đắc dĩ lắm thì mới đi ra thôi. Có công chuyện gì mới đi ra thôi. Ngoài nếu không có công chuyện gì thì cũng người dân cũng e dè và cũng không muốn ra đường đó. Nó có một tình trạng lo lắng cho tất cả mọi người, kể cả nam phụ lão ấu cũng vậy nữa. Và thực sự là mình cảm thấy là không có yên tâm vì khi ra đường bên này. Chào lại mọi người lần nữa nha, sao không thấy ai lên chơi ta? Chào Dữ Ngọc, tao có để cái đường link đó mà sao nó trôi nó mất tiêu rồi, không biết sao ghim vô rồi kệ cha đó. Đó thì thế là nói như vậy là cái cuộc mà đi du lịch Mỹ kỳ này thấy buồn vui lẫn lộn. Thì ở Việt Nam thì mình phải nói một câu như vậy, tao thì ở Việt Nam thì tao quá ư là sung sướng, từ miếng ăn giấc ngủ, từ đồ đạc giặt đồ, rồi nói chung là mình không có làm bộ động tay bộ động chân gì cả, tất cả mọi người đều lo lắng cho mình. Cái chuyện đó là cái chuyện mình biết rồi, tụi em biết rồi, chỉ ăn uống xong rồi cái buổi sáng buổi trưa gì đó xách xe chạy vòng vòng rồi về ở thành phố, chạy chỗ nào mình thích mình chạy vòng vòng vòng. Nhưng mà khi về bên Mỹ này rồi thì tất cả mọi cái đều phải là tự động dấn thân, tự làm đủ thứ trò, là không có cái gì, thậm chí rửa chén nấu cơm, bởi vì mình tự phục vụ mình mà. Cái điều đó mình cảm thấy là một trời một vực, nhưng mà biết là sao được rồi. Bởi vậy tánh tàu tham ăn mà, cho nên vì chỗ đó ra khi về Việt Nam những cái gì món ngon vật lạ là tôi nuốt hết, không quốc hết. Ta thèm nhất là những cái thứ mà rất là bình dân, càng như là phở rồi đại khái mì gõ rồi đủ hái, rồi những cái gì đó là còn ở chuyện mà đi vô nhà hàng thì ta mới ăn quá trời rồi mà ta cảm thấy không khoái lắm. Ta khoái những cái thức ăn bột mặt. Thì về bên này là tự thân vận động, mình cảm thấy mình đây có một sự kho so sánh. Mặc dù người khác hỏi là Mỹ Việt Nam anh so sánh hay không, ta rõ ràng ta so sánh tầm thực tế. Ê, cuộc sống người Việt Nam mình ở trong đất nước Việt Nam mình nói thẳng ra là thực sự là rất sung sướng. Nó sung sướng hơn đây rất là nhiều. Đầu óc nó thoải mái hơn, không căng thẳng, không lo âu, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, không nề hà. Và cái cuộc sống, cái sự áp lực mà về vấn đề coi như là gia đình đó, nó nhẹ nhàng hơn bên này nhiều lắm. Và biết bao nhiêu người ở nước Mỹ này đã ra đường rồi. Trời ao ước lắm chứ, bây giờ thì không thể nào mà về Tết được, thì cũng có hẹn là nếu vậy thì chắc là tháng 4 mới về được. Có ai nào lên không? Ai đây? Ok. Rồi anh mời em lên đó, tại vì biết sao. Ok, chào em. Chào em. Vừa lạnh lẽo nè, vừa buồn nè, rồi vừa lo âu. Nói chung là đối với cái gia đình anh đó, thì anh không có chuyện phải lo cả, nhưng có cái điều mình cảm thấy là nó có một cái sự so sánh mà mình đã sống ở thời gian quá lâu ở Việt Nam, em hiểu không? Dạ. Yeah. Mình được thừa hưởng giữa cái ở Việt Nam, chẳng hạn như là món ăn nè, rồi đi chơi nè, khí hậu nè, rồi nói chung là những cái mình khám quá, rồi đi du lịch nè, mình cảm thấy cuộc đời mình nó tươi như là tiên vậy đó, rồi tất cả những cái mặt bánh hàng ngày, chẳng hạn như là cơm áo gạo tiền mình không có phải lo. Bởi vì dù muốn dù không, đất nước Việt Nam mình cái sinh hoạt hàng chi phí hàng ngày nó quá thấp, cho nên rất là sướng, nó thẳng là sướng. Chỉ cần 100.000 thôi, 100.000 thôi là anh đủ no một ngày hai bữa rồi. Đúng rồi, 100.000 thôi chứ đừng nói gì. Không lẽ bây giờ anh đi phụ hồ không được 100.000 hai ngày sao? Được, chuyện vô lý không? Thì cái chuyện đó mặc dù là ở đây cái tình hình mà coi như là kinh tế toàn cầu lạm phát là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng bạn thấy cái cuộc sống ở Việt Nam mình nó vẫn sung sướng hơn ở nước Mỹ rất là nhiều. Bởi vì ở đây bao thứ lo toan, khi anh lạm phát hoặc anh bị thất nghiệp thì chắc chắn là anh sẽ
ra đường. À, cái điều này bởi vì khổ lắm. Cách đây thì hai ngày, cái này ngày mai hôm qua gì đó thì anh đã post lên cái những cái chuyện mà 29 thứ thuế của người Việt hoặc là của người dân Mỹ phải chịu. Và nhưng mà khi người ta bị ăn thuế, người ta hoặc là người ta bị ăn, hầu như người ta không biết luôn đó. Nhưng thực sự nó có những cái loại thuế như vậy. Và anh muốn nhấn mạnh là cái điều là cái thuế và thuế thừa kế ở Việt Nam. Ví dụ cho em có cái nhà, em có cái nhà, em làm chủ quyền nhà, em có sổ đỏ, em cho con của em thì chắc chắn là không có thuế rồi. Anh hỏi kỹ rồi, không có thuế. Có nghĩa là không có thuế. À, nhưng ngược lại ở Mỹ là phải có thuế, và thuế nó rất là nặng, 40-50% tổng giá trị tài sản của cái nhà đó. Kinh khủng chưa? Thì tất cả mọi người mà nếu không biết thì hoặc là biết thì tham khảo, thì vô trong cái trang của nhà mình thì để coi những cái luật thuế mà của nước Mỹ. Đó là lấy ra từ bản gốc nha, mình dịch ra tiếng Việt thôi đó, chứ nó không phải là 29 thứ thuế nha. Là thậm chí cái bánh mì mà sắc lát ra, cái bánh mì mà sắc lát ra cũng có thuế luôn. Kinh khủng cái người tiêu dùng á. Ok, thì rồi sau này nữa, bây giờ cái tệ nạn của nước Mỹ thì hầu như từ xưa giờ mình ở nước Mỹ thật, nhưng mà nó chưa tới mình, cho nên ra mình chỉ post lên những cái mà ví dụ như là trộm cắp cướp giật rồi những cái này kia của người ta. Nhưng bữa nay là tới phiên mình rồi, đồ hùng anh ngày hôm qua cái xe anh đậu cái cha ở dưới chỗ mặt kinh của cái nhà là thì nó vô nó cưa mẹ cái bô luôn. Nói như vậy là anh là một nạn nhân là của người Việt, không biết đầu tiên hay là không đầu tiên. Có nhiều khi người ta có thì người ta khai lại, người ta cũng không biết, người ta hoặc là người ta có và nhưng mà người ta không có lên mạng người ta khai. Anh thì cũng biết anh có cái sự gọi như là tương tác trên cộng đồng mà, cho anh khai luôn cho nó biết anh là người nạn nhân cách đây 2 ngày thôi đó. Ngày hôm qua anh gọi police tới để làm cái report rồi để đưa cho cái thằng insurance, cái thằng bảo hiểm để mà nó đền cho mình đó là anh báo cáo về vấn đề đó. Ở đây nó có một sự buồn vui lẫn lộn mà nói như vậy thì báo cáo cho các em rõ, chứ lại nhớ Việt Nam quá mày, gần Tết rồi về không được, tức ghê. Ở đây còn bao việc phải lo, rồi còn phải sửa chữa nhà của anh trên kia, còn cái nhà nữa đang sửa chữa chưa xong, còn bao nhiêu việc phải lo. Tranh thủ sớm lắm, anh nôn lắm rồi, tại Tết này ông bạn đó anh ông Phượng cũng về, cho nên ra vì đó anh muốn tức quá anh về không được, anh tức lắm á. Ok rồi, em có nói gì không, nói đi. Trước khi nói thì em cũng không quên là chúc sức khỏe anh chị với gia đình với các cháu ở bên, rồi là chào anh chị em diễn đàn. Rồi em có một chút góp ý này, anh với tụi em mà nó quen rồi như kiểu anh em rồi, sang năm có về nếu mà có tụi em, có em ở nước ngoài anh cũng chơi, anh cứ tự động anh xuống thôi, là có em nhà em kiếp anh thôi, chỉ để cho nó dễ chứ được. Để tụi em mà tụ họp đủ để mời anh xuống nó khó lắm, người này giống như anh cứ xuống tự nhiên anh chơi thôi. Sang năm anh nhớ về em dặn anh vậy, tại nó quen với anh em rồi, anh biết đường biết lối rồi. Ví dụ anh mời, anh thấy em nhảy qua mai anh ta xuống đi chơi mày, là anh cứ xuống thôi, có gì đâu mà. Rồi ok. Để mời thì em nói anh cầm hiểu là nó 4-5 người kia, để mời mà anh em tụ họp cả đều dành cả, mà mời anh thì không mời được. Anh cứ xuống nhà em đi chơi thì em dắt anh đi chơi chỗ nào dành, em dắt anh đi, hoặc em dắt nhà xuống nhà du nam, nhà từng người một, cứ để tụ họp bằng ấy người mà dành, nhưng mời anh xuống không có dành, người là dành người kia bận. Đúng rồi, kỳ về kỳ rồi thì anh cũng có một cái sứ mệnh cá nhân, có nghĩa là anh em biết rồi đó, anh làm tất cả những cái thủ tục giấy tờ mà liên quan tới anh về tới gia đình, tới là tất của cải tài sản, anh lo. Anh cho em có biết anh đi đâu, anh có đi đâu thì để chơi cho đá, phải đi 2-3 ngày chứ đi 1-2 ngày thứ nhất là mình rất vất vả cho người đón tiếp mình, nó không đủ thời gian để sắp xếp đi đâu mà. Không, cái này anh không ép buộc ai cả, anh chỉ là thích là anh đi thôi. Anh ý anh nói vậy mà, ý em nói vậy mà, đi chơi là phải thư thả. Đúng rồi, phải thư thả, anh em mình có gì ăn cái đó, ăn cơm bình dân được. Mày biết anh mà dễ ác là mắm tôm cà pháo là xong ngay thôi. Đúng rồi, đi là phải đi 2-3 ngày chơi nó mới thoải mái được. Thì vấn đề anh em cứ để chơi bời thì em cũng có mạn phép là có biết anh vậy, nếu là sao thì là vâng, nó là như vậy. Là cái hai nữa là cái vấn đề anh nói thì tụi em cũng đã hiểu rồi, ở bên Mỹ thì nó như vậy, ở Việt Nam nó như vậy, nhưng mà với những người ta không thích Việt Nam thì ta cứ chê Việt Nam suốt ngày thì sáng đến tối mà, với những người ta không thích Việt Nam. Anh không để mắt vào những cái đám như vậy đâu em, mà tại vì nó có một cái điều như vậy nè,
mình là người Việt Nam, bây giờ cho rằng bởi vì ông cha ta thường nói là con chó không bao giờ nó chơi chê chủ nó nghèo cả, đúng rồi, dù bố nó là dù không cũng là quê hương cũng là đất mẹ. Dạ. Mà có những cái đứa mà nó lên nó mạt sát nó chửi nó mới thì anh không coi nó là con người, thấy không? Đúng rồi. Còn bây giờ anh nghĩ em coi coi, nó có những cái đứa nó thậm tệ nó chê bai này kia đủ thứ tội phạm nhưng mà nó ngu như con bò vậy, nó không hiểu cái tiểu sử cái sự việc của Việt Nam vì đâu mà nên nổi. Nhưng mà ngay bây giờ thì không biết nổi nào, có nghĩa là bây giờ mình đã vượt qua nhiều nước khác rồi, Myanmar, Singapore, Thái Lan mình đã vượt qua rồi mà không quan trọng nữa, và càng ngày cái vị thế Việt Nam mình nó càng ngày nó càng đi lên, và tới bây giờ mà thấy là tất cả những người mà những nước lớn mà còn đại cường quốc nhà như là Mỹ là Trung Quốc là kia cũng phải đi qua bái kiến thiên triều mà thế nào, bây giờ nghe nó Tập Cận Bình qua bái kiến thiên triều để chờ ban phát đó, từ ba đêm nhận lệnh nó rõ ràng mà tụi nó chẳng biết gì, đúng thứ họ ít hồi đấy dưới mà đó, mình không phải cần bàn cãi gì đó. Tao rất là ghét những người mà có không có một cái lý tưởng. Tao đã từng nói rồi, từ ngày xưa bởi vì người Bắc hoặc là người bộ đội hoặc là người lãnh tụ Bắc họ có lý tưởng, ta đã phân tích rất nhiều lần rồi, người miền Nam đi lính có lương một tháng người tao là coi như là 24.500, 18.000 là tiêu chuẩn, còn 4.500 là tiền coi như mặt giá đắt đỏ là coi như 22.000 mấy trăm, trong khi đó bộ đội họ không có tiền, họ không có lương, mà lý do tại sao họ lại đánh thắng là phải học, mà đặt cái điều kiện ra mà đánh cho họ chứ. Nhưng mà yeah. Còn cái vấn đề này là bởi vì khi mà bàn cãi là biết không, vấn đề về nước Mỹ anh nói thì tụi em cũng đã hiểu và tụi em cũng đã nhận thức cái vấn đề này, nhưng mà tụi em cho rằng đất nước càng văn minh càng hiện đại nó sản sinh ra những cái rất là không thể ngờ được, đương nhiên chắc chắn rồi. Đúng rồi, tụi em thông cảm, dạ tụi em thông cảm, tụi em không chê nước Mỹ, anh cũng vậy, anh nói là cái nước Mỹ như vậy thôi, nhưng thực tế anh không chê vì anh chê thì anh đã không ở, nhưng mà đây mình nói để mọi người hiểu và mình tìm hiểu thêm về nước Mỹ thôi. Tụi em đúng rồi, càng hiện đại con người càng hiện đại thì càng, kinh càng mà coi như là còn càng càng văn minh, thì là khi kinh tế đi lên, mà nó thẳng khi kinh tế đi lên thì tệ nạn nó đi song song. Đúng rồi, một cách đơn giản ví dụ thôi nè, mày biết cái thời kỳ tem phiếu của chúng mình không, ngày xưa đó rồi làm 70-80 đó, tiền chó đâu vô ba ăn đủ mà. Yeah. Tiền không có miếng thịt miếng gà ăn, miếng heo thịt heo ăn, làm tiền đâu mà bỏ vô trong xe đất bay, làm gì có cái chuyện karaoke, có tiền đâu vô. Nhưng khi đời sống nhân dân hoặc là người dân khấm khá lên, họ có rủng rỉnh ít tiền thì bắt đầu họ mới có chuyện là đi vô ngồi quán cà phê nghe nhạc rồi bắt đầu. Yeah. Đi vô đâu xe đất bay chứ làm vô xưa đủ mà. Yeah. Đủ lon gạo hay lon gạo không có lấy tiền đâu mà đi ấy. Nó không hiểu. Yeah. Được đó này. Dạ. Yeah, đúng rồi. Một cái đơn giản nhất cái trong xã hội mà nó chẳng hiểu, mà lúc nào nó cũng lên nó tự xưng là tiến sĩ không gian không à, luật má nó ngồi cái này đúng rồi, tử lạnh xấu rồi ta không bao giờ tao đi chung vô mấy chỗ đâu, tao bảo lắm đại chị ơi. Và tao nói nghe là con người ta nó hiểu rồi, ở một cái xã hội là khi chính phủ hoặc gì đó người ta tính là tính mặt bằng chung, mày hiểu tao không? Đúng rồi, chứ không ai tính cá nhân liên lẻ. Bây giờ tao nói nghe, phóng một cái cầu để làm giao lưu từ ví dụ như Sài Gòn xuống miền Tây ví dụ vậy đi ha, thì người ta tính là tính kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, chứ người ta không tính mày mất đất, bởi vì ta mày mất đất ta bồi thường rõ ràng, còn mày muốn tự dân mày chết rồi nhảy xong kẻ mẹ mày đi, chỉ một này mày giết mấy triệu dân mì dây à, dẹp qua bên giống như cái đoàn tàu xe lửa, khi anh thắng gấp mày sẽ biết là cái đoàn tàu nó sẽ lật đổ và cái hàng mấy ngàn người trên cái đoàn tàu chết, trong khi đó mày tưởng ở đâu mà dựng cái xe đạp mày được ray mày ngồi trên cỏ à, thắng không kịp thì sao, thắng cán luôn, nó là như vậy. Mà nó có